hơn 50.000 người từ 37 quốc gia trong một hội chợ thương mại về ngành thẩm mỹ tại Las Vegas. Việc Mỹ Entertainment hân hạnh giới thiệu một chương trình đại nhạc hội Beauty and Love tại House of Blue in Mandalay Bay, Las Vegas vào Chủ nhật July 14, tức là ngày 14 tháng 7 năm 2013, từ 8 giờ chiều cho đến 2 giờ sáng. Chương trình được tổ chức với tập khúc quốc tế quy tụ hơn 22 nghệ sĩ tài danh hải ngoại: Nguyên Khang, Nguyễn Hồng Nhung, Huy Vũ, Hoàng Thục Linh, Quốc Khanh, Thủy Tiên, Đan Nguyên, Hồng Ngọc, Lâm Nhật Tiến, Thiên Kim, Trúc Lam, Trúc Linh, Kê Vi Trần, danh ca Minh Cảnh, đôi danh hài Vân Sơn, Bảo Chung. Và chương trình được điều khiển bởi MC Việt Thảo và Hoa hậu áo dài Ngô Thanh Hương. Mọi chi tiết xin liên lạc số 1-800-989-9812 hoặc 714-277-0209. Việt Mỹ Entertainment, trân trọng kính mời.